Travis De Gea gia nhập câu lạc bộ mới trong tuần này. Travis De Gea có thể gia nhập câu lạc bộ mới trong tuần này, 2 tháng sau khi rời Manchester United. Đó là dòng tích được chia sẻ trên tờ Daily Star Anh hôm nay ngày 20 tháng 9. Real Betis có thể chuẩn bị trao cho cựu thủ môn của La Liga một bản hợp đồng, với việc đội bóng thuộc La Liga này đang gấp rút giải quyết cuộc khủng hoảng ở vị trí gác đền. Vì thế, David De Gea có thể gia nhập một câu lạc bộ mới ngay trong tuần này, 2 tháng sau khi anh rời Old Trafford. Thủ môn người Tây Ban Nha De Gea vẫn là cầu thủ tự do. Vì thế, De Gea vẫn có thể gia nhập câu lạc bộ khác, bất chấp thị trường mùa hè đã đóng cửa. Và bây giờ, Real Betis có thể ký hợp đồng với David De Gea trước chiến dịch Europa League của họ. Theo tờ Fiche của Tây Ban Nha, đội bóng của Manuel Pellegrini đã sẵn sàng nhấn nút ký hợp đồng với David De Gea trong lúc Betis không còn thủ môn đáng tin cậy. Thủ môn số 1 hiện tại của Real Betis là Claudio Bravo. Claudio Bravo là cựu thủ môn của Manchester City. Claudio Bravo đã bỏ lỡ trận đấu với Barcelona vào cuối tuần qua do chấn thương. Đến cho Real Betis là thủ môn số 2 Rui Silva cũng khập khiễng rời sân trong hiệp một trận đấu với Barca do căng cơ. Thủ môn số 3 của Real Betis là Franvi Sò thay Silva và thi đấu đến hết trận. Nhưng truyền thông Tây Ban Nha đưa tin, Real Betis không thể để đợi đến khi thị trường chuyển nhượng mùa đông vào đầu năm tới mở cửa. Và bây giờ, Real Betis muốn bổ sung David De Gea vào đội hình trước cuộc đụng độ với Rangers tại Europa League. Trước đó, David De Gea rời MU sau khi hết hợp đồng và cả hai không đạt được thỏa thuận gia hạn. MU thay De Gea bằng thủ thành Andrew Nana, nhưng thủ môn người Cameroon này để lọc lưới đến 10 bàn chỉ sau 5 trận đầu mùa tại Premier League. Sau khi chia tay MU, De Gea viết một thông điệp đầy cảm xúc gửi tới người hâm mộ Quỷ Đỏ: "Tôi chỉ muốn gửi lời chia tay này tới tất cả những người ủng hộ Manchester United. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn và trân trọng đối với tình yêu mà họ dành cho tôi trong 12 năm qua ở Old Trafford. Đó là một khoảng thời gian thành công và khó quên kể từ khi tôi đến đây. Tôi không nghĩ rằng khi rời Madrid khi còn là một cậu bé, chúng tôi sẽ đạt được những gì chúng tôi có thể làm cùng nhau tại Manchester United. Bây giờ, đây là thời điểm thích hợp để thực hiện thử thách mới, thúc đẩy bản thân một lần nữa trong mới. Manchester sẽ luôn ở trong trái tim tôi, Manchester đã định hình tôi và sẽ không bao giờ rời bỏ tôi. Chúng tôi đã làm tất cả cùng nhau."